Chào đón quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas về đêm họp mặt mừng tân niên gia đình mũ đỏ Việt Nam chi hội Houston và vùng phụ cận, được tổ chức vào tối thứ bảy vào lúc 6 giờ chiều tại Expo Center. Xin mời quý vị cùng tham dự với đài Việt TV. Mỗi năm thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi gặp mặt hàng năm. Cho nên cái ngày này là cái ngày mà chúng tôi gặp nhau đầy đủ nhất để thăm viếng và hỏi thăm nhau tất cả những cái gì của một năm qua. Khi mà mình tổ chức một cái bữa tiệc như vậy đó, mình sẽ mời tất cả các cái hội đoàn ở trên Houston này, ở trên Dallas cũng có về đây để tham dự với chúng tôi. Dạ thì cũng nhân đây, tuy là hơi trễ nhưng mà gia đình mũ đỏ của Houston và vùng phụ cận cũng gửi lời cầu chúc cho trong năm mới tất cả được vạn sự như ý. Sư đoàn nhảy dù từ thôn xóm qua thành đô ta đi cho chân sơn khê trong gió sương âm thầm để chân sông lớn bên nhau sát cánh thiên bài dù gian nguy vẫn không sợ đáng ta chiến binh sư đoàn nhảy dù từ Cà Mau ra miền Trung sông pha tư vững biên cương. Gia đình mũ đỏ Houston và vùng phụ cận hôm nay được hân hạnh đón tiếp quý vị đến chung vui trong bữa tiệc họp mặt đầu năm kỷ hợi của gia đình mũ đỏ chúng tôi trong tinh thần huynh đệ chí binh ngày nào bên nhau trong chiến đấu nơi đất mẹ quê hương. Hôm nay tôi đến đây vì sự thương yêu nhau của anh em nhảy dù. Cái người tôi phải cảm ơn nhiều nhất là quý vị, những người đã từng thương mến sư đoàn nhảy dù. Sư đoàn nhảy dù chúng tôi là một đơn vị tổn thất nhiều và oai hùng ngoài chiến trận, nhưng mà phải thanh lịch trong thành phố và lúc nào cũng tương thân tương ái trong tình huynh đệ chi binh. Tôi muốn đặt tên cho cái buổi tiệc ngày hôm nay là giữ đời cho nhau của một cái đơn vị quân y. Đơn vị quân y thì không như những pháo binh với súng lớn, súng dài, mà cũng không như những đơn vị tác chiến rất là thiện chiến. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm thế nào để giảm thiểu thương vong tối đa ở chiến trận, và ở nhà thì phải lo cho dân binh sĩ, rồi đối với dân thì phải làm dân sự vụ. Thành ra đó, hôm nay chúng tôi tặng cho chi hội này một cái bức tượng nói lên cái tình chiến hữu của ngành quân y. Chúng tôi đó, một binh chủng thì có nhiều ngành công binh, phải lo đường xá, truyền tin thì lo về vấn đề những cái liên lạc với nhau, trinh sát là những người mà can đảm nhất, đi vào trong lòng địch nhất. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng quý vị, cảm tạ quý vị đã đến đây với sự thương yêu của quý vị đối với binh chủng chúng tôi. Chúng ta có cái quá khứ oai hùng, nó trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Là một ngày man và chúng tôi chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, an lành nơi đất người, nhưng mà lúc nào cũng tưởng nhớ về quê hương. Buổi tiệc mừng tân niên gia đình mũ đỏ Việt Nam chi hội Houston và vùng phụ cận khép lại trong tình huynh đệ chi binh nồng ấm. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.